vị và các bạn, xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng nhân dịp sắp bước sang năm mới 2023, cũng như Tết cổ truyền tới Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Điện Kremlin mới đăng tải lời chúc mừng năm mới của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo các nước trên thế giới. Trong thư chúc mừng năm mới và chúc Tết tới Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh rằng, mặc dù tình hình quốc tế đang có nhiều biến chuyển nhưng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam tiếp tục phát triển theo hướng tích cực. Tổng thống Nga bày tỏ tin tưởng trong năm mới 2023, các nước sẽ cùng nhau mở rộng hơn nữa hợp tác đa phương cùng có lợi trên mọi lĩnh vực, vì lợi ích, hòa bình và an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Năm 2022, Việt Nam và Liên bang Nga kỷ niệm 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược toàn diện 2012 đến 2022. Năm 2023, Việt Nam sẽ kỷ niệm 100 năm lần đầu tiên Bác Hồ đặt chân đến nước Nga tìm con đường cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam. 20 năm qua, quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam, Nga đã vượt qua thử thách của thời gian và đang phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu với nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, thực sự trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc. Việt Nam luôn coi Nga là đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình và Nga coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách của Nga đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương.